Mình cấm ra mớt nó không cấm kìa. Phải chưởng chưa? Ra mớt. Đây như rồi á, đang mới 1/10 trận, 1/10 trận. Rồi còn có cái biểu cảm nào ngoài này? Nên mà cả em này gì khó chơi anh nhỉ, em này master gì khó chơi. À, mình còn ưu điều với cả con Maya là mình cũng à, mình mới vào vào cái sau vào trước cái mệt. Tôi mong là binh khoảng 38. 38. Còn là binh thì thôi. Oai, chết tôi rồi. À, binh nó lên tầm 10 sao mà chơi được. Chết tôi rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Binh lên tầm 10 luôn. Ôi, cái này sao ơi tắc kìa, này chắc tí là ra đánh đấu trường chân lý thì hợp hơn đấy nha. Binh 6 mấy 7 mấy, trời ơi binh này nó đắt lắm, binh 70 mấy này nó đắt lắm, 70 mấy xong binh nó binh chắc binh này giờ chơi đấu trường rồi nè. Buổi chiều nó binh nó ác về nhở, bình thường mình chơi có buổi sáng nếu mà mình có chơi nó 30 đôi luôn, đôi luôn. Bên này nhá. Bảo mất gánh được thì tụi nào cũng đây, mất có gánh được. Game sau anh đánh mới được không? Binh nó cao quá em ơi. Chắc anh game sau chắc anh không chơi. Bây giờ đâu rồi? FPS nó lên cao kìa.
Pin 46. Pin 46 từ nhiên. Pin này nhé. Phải đánh đây đánh một game đã. Đánh một game xem này. Europa đâu? FPS của mình 200. À cái này bỏ FPS cao chắc chơi mượt này. Bên này bỏ FPS cao chơi mượt chắc là mượt. Mất phải lát luôn anh em, không được mạng chứ, mất phải lát không được mạng nhỉ. À, thằng này đánh chán đây. Anh dừng nó đây, dừng nó đây, dừng lên cua trên đây. Lên cua trên đây, dừng nó đây. Nó ở dưới, nhưng nó ở dưới. À, thấy không? Thần này. Kinh rồi mà. À, cái tem này nhá, mình chịu đấy anh em. Tem này chắc đánh không nổi rồi, đánh không nổi rồi.
cái kiểu nó đánh cái kiểu là siêu. Nhưng mà nó đánh như này thì mình chịu rồi. Sao mà đỡ? Trong mít rồi. Cái này đáng sợ vãi, cái này đáng sợ quá, đáng sợ quá. Các tân linh này đem thu thập hắc ám. Mười chín con cà rẹt, 02 tím mít đánh vừa la. Oh my god, lên khá thân. Ba rồi con. Nhưng mà là biết không ba rồi. Hỏi đi vậy, cái gì vậy trời, tôi đang đánh cái danh gì đây?
quá đây. Tương đánh cái rank gì đây, hỏi anh em ơi cho tôi biết một tí không. 0403 Darius ạ. Làm nào cũng thua làm sao mà tôi đánh đây. Nó 30 không có 31 rồi mấy ông thần này rồi. Rồi. Ông thần này sao tí sao gánh đây. Thì làm sao nha, ra các tiền đi về, ra các tiền đi về. Chắc mình lên nó tự thủ tí nó vào hút máu cho nó khỏe. Đây cây nó tự thủ lên tí hút máu cho khỏe nha. Xong lên cái gì đây cùng đau à? Cùng đau đọc tiếng những được, đọc tiếng những được, đọc tiếng thì chắc có vẻ hơi bị yếu nhỉ. Đọc tiếng có vẻ tí nữa mình đánh con mai ra trước, đánh tiếng tăng nữa.
anh em. Anh làm đang muốn em tắt anh làm đi. Anh làm ở xanh lúc nào mà gánh tao nó thì chịu. Một mình tôi là một mình tôi, mà nếu một mình tôi một đánh kiếm như ngày hôm qua là mệt đấy. Một đánh kiếm như ngày hôm qua là mệt đấy. 43 cái rẹp mình pha 100 rồi. Mít 43 cái rẹp. Không 4. Mười sáu giây đánh được trời ơi. Hay thế nhỉ. Không chết kìa. À. Đi chung. Tốt vào tốt. Năm người. Không năm 47 con cờ rẹp. Như vừa 12 tôi có lên về 2 mít, nó lên cùng 2 ký là khó đánh này. Mày dễ đâu. Trời ơi, bị áp chế. Nó drop flash này. Drop flash, nó drop flash. Không lát đâu, tốt ơi, không lát đâu, tốt ơi. Mà tốt mình không có còn cái gì. À. Hay thế nhỉ. Hơi cay nha, tên là mình đánh là hơi cay cái game này đây, hơi cay cái game này đây. Hay được 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 nha, được nha. Ơ kìa, quay 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 gì vậy trời. Chắc bỏ trong này quá, có vào trong này chứ. Không về, không về có xác đi rồi. Đây bài đập mặt vào tường.
Cho rất là nhiều, cho làm mấy người cho mình đó. Mà giá hàng này vào thì nó đủ đội hình thôi, là cả làm cái gì đi sang chút đây. À, làm sao tao gánh được tụi này, làm sao mà gánh được tụi này đi. À, cay thế nhỉ. Hôm nay mang có thằng ngủ đời nha, đúng không? Còn như quân bấy ông nói chỉ là tao Tôi chưa chuẩn của nhân cái nằm xuống thưởng thế. Chưa mấy mười bảy đây. Đó. Một mình thì không làm gì được rồi, một mình không có phân được cái gì. Một mình không làm gì được rồi. Trời ơi, không quy được phát nữa kìa. Đi xét tiền à? Chết rồi. Ai thế nhỉ? Xem là mình không làm được gì luôn đấy. Dù mình có xanh thì không làm gì được cái team này luôn. À đấy nó xanh. Đây tí. Okay. Rồi mình cấy bốc hơi ngay, nó rồi mình cấy bốc hơi ngay nhá. Đấy chết chết đúng rồi, chết chết, chết. À, giờ không là con rồng, giờ phải đưa nhà đưa ấy, chứ không phải là con rồng, nó rồng ba luôn nhỉ. Cái hai chứ. Đó, 24 giây. Nó sẽ bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi.
Xem lại đời mình mắc đổi hỏa may ra. Mắc đổi hỏa may ra mới gánh được pin này. Full đồ. Hai con bác thế nhỉ? Mất chưa rồi. Không làm đi được. Đây. Không làm được anh em ạ. Mày gà đâu? Không gà đâu mà gà đâu. Bit 18 farm 163 con gà rẹp xong đánh được. Cái thằng này. Cái thằng chán quá. Hai trên 10 trận đây. Nhưng mà rất là gà, rất chi là gà mà. Chắc là rank gì đây? Anh bạc đơn đôi vừa mới lên là vừa mới xong à? 9 trận thắng 1-13, 2-12 1-8 4-12 6-9 4-6 3-12 1-9 5-10 2-12. Ui, gặp ông thần này chắc chết đấy mấy ông này, gặp ông thần này chắc chết đấy mấy ông. Thấy chưa? Nó đánh hai game thua. Tầm qua được trận này mình gánh lên trận này 1-9 đánh không nổi. Nếu mà mình một chút nữa thì mình chắc là được á. Ráng thêm một chút là được á. Không ráng được. Con cây xa nó xanh quá. Win một lát một em này mà đánh như này là không đánh được hai đánh. Có 38 hay 98 được phê. Vậy mình lấy được thôi nữa. À giờ con y nó. Thì khi nó lên được một cam mấy cơ, cam mấy à. Gớm mà trời. 390. Còn con nào luôn. À. Để mở mấy cái rương xem nào. Tôi không có chìa khóa. Không có chìa khóa. Không có một cái biểu cảm nào đấy nhau. Ai đây? Không biết lúc này nó tà quá, nó mình như giống như là mới tập chơi ấy. Hôm nay chắc đánh 2000 game vẫn đánh bạc, nhiều khi tụt xuống đồng nữa kìa. Ác thật chứ, không theo ác thật.
này chắc là 8 phách 10 rồi, chỗ này 8 phách hoặc là 7 phách 10 rồi. Không được 9 phách 10, mình nói lần đầu cố gắng đi. Giờ là sao? Xin thôi hiểu. Buồn không tham được không này mà kia à. Em nếu thật chinh lan tầm trên lan thì chán mà tại mà mình phải lên ba áp à, ba áp mình phải lên đấy lên. Rồi đau tím mình không muốn lên đau tím một chút nào anh ạ. Ai à, con đánh vào hơn mân phai là như leo nai là nó thì lớp nhỉ, đánh mân phai con lắc nó rỉa chết, lần này boss này nát hết rồi. Đánh bắn tay lắc nó bọc e đuối luôn e để quy đánh thường e quy bắn tay nó là tay nó ngắn lâu lâu nó mới lăn được một quy, nên mà lăn được một quy nó tốn mana lắm. Kiểu cái đúc đúc lưu nó không tốn mana mấy đâu, còn cái quy của nó tốn lắm. Ở binh giờ xuống 21 đây này, lại lên binh 80 90. Giờ 24 25 này, 4 này, lên 10 này. 24 25 là 28 là trên. Số. Cô đi rừng đem sắp biển à? Dina đi mít với Dinh lại thua chẳng cay thế nhở, anh mà không làm gì được luôn. Ngày ở mid mà biết chơi là đỡ, là đánh ông vào ông combat ông e ông lằn trong cái W à, W trong ông ulti ulti lên ông bấm đồ đồ ngò cá cái là chỉ có thể cân được. Áp điên tiền là sốc tiền là mình cầu được mấy lắp cái mất tôi thấy rồi bắt lên quy trước anh em buồn thật đâu. Chưa có
thông thạo luôn, chưa có thông thạo. Trời ơi, ra đất, trong đầu luôn kìa. Bắp. Trời ơi, xử lý gà đây, xử lý gà thế nhở, một pha xử lý rất là cồng kềnh, rất chi là cồng kềnh. Làm thôi mấy ông ơi, làm thôi. Mày nên làm gì? Không biết đâu. À. Cái team này tí nữa lại mệt rồi, tí nữa lại mệt rồi.
Boss này phải lên level 6 anh em, lên level 6. Mình biết mấy mới vào game mình biết boss chèo boss thua mà. Bot mới đẩy mất file lên level 6 rồi. Thôi về bà đi. Chán thật. Kiểu coi giết bắn quy kìa. Coi giết bắn quy thấy chán chưa? Rồi nhắc bán quy thấy chán chưa? Cài đâu? Chạy đi. Và mày đi. Ra đất chắc là ăn vào ăn cái nít rồi. Bắt con đi nha.
Ủa, em học điên nào lên mắt tốt vậy? À, nó chơi game 11 mạng đến 10 mạng. Đến 1 mạng mình ăn 10 mạng. Nó có rờ. Đúng rồi.
có dám ra không nhỉ? Mấy ông này đều ông mấy ông xếp tướng hay sao đúng không? Sao mình bị đứng lại nhỉ? Sao mình bị ép lại vậy ta? Mình bấm ra bản đồ làm ta? Những kiểu bị xếp tướng.
Ăn 10 game đầu này hơi mệt đấy nha. Một game đầu này hơi bị mệt với tụi này. Wow, nè. Wow, cái người kia này này. Hơi mệt cái tuổi này luôn. Hơi nản. Coi còn được bao nhiêu điểm đâu. Bắt đầu. Anh em mà. Một mình chơi game.
có cái chỉ số này có 7%. Cái một đi qua ra chưa có cái tiền nào đọc 12 tiếp 3 qua ra một cái được cái tên nào đi à, con đi hơi mệt nhỉ, con đi này là mấy level đầu mình không ăn được nó, đau cơ, để sống này, đi lắm. Nghiêm trọng à, đang đánh người nghiêm trọng. Đang mở game đầu. Đọc này quân quân danh xét nữa sao trâu vậy thế nó trâu vậy hơi trâu hơi trâu thế để vô đi xe lát là mấy ba tầng chết tốt sẽ lát mít ưu điên rừng ADP pin như hai mấy lúc này thì đẹp đúng không pin này pin 26 đẹp mới vô bên nó nhảy từ 4 đến 10 á, 10 xong nó nhảy là đẹp. Rồi. Bên này mình tuyệt vời luôn nha. Đừng có nhảy đến năm mấy giờ rồi đó, năm mấy bốn mấy. Thứ tội. Cô đi nó cầm 10 kiếm mình không ăn được cái gì mấy gì bây giờ.
Ông già tâm quý à.
Nó lại về nhỉ, nó lại về nhỉ. Trời phát chưa, phát chưa.
Hay thế. Hay thế nhỉ? Đánh hơn. Good.
Đấy ạ. Ba mươi hai thua vàng. Thử thách ba vàng. Ngưng. Đông nhưng không xin dễ à? Hay nè, đông nhưng không xin dễ. Đông nhưng không xi nhê gì nha, này nghe buồn buồn cười này, đông nhưng không xi nhê, cái này hay này, có nghĩa là mình gấp ba gấp bốn thì ở đấy, đông nhưng không xi nhê. À, pentakill này có này, nghĩ làm thế mày hết việc làm rồi tình ơi. Hết việc làm rồi, hết việc làm rồi. Sao mà được? Cũng 20 kỹ năng mục tiêu. Phút thứ 7. Trong vòng. Rồi, đông nhưng không xi nhê nhá. Xi nhê gì đâu. Đông nhưng không. Rồi tết lấy tiền đâu chơi, tết này ở nhà đắp chăn nằm ngủ, tết này đắp chăn nằm ngủ. Ở đâu bên nên lấy con đường ở bên đánh chứ. Tết không có tiền ở nhà, không cho nó ngủ hoặc ở nhà chơi game, không đi chơi, không lì xì cho ai hết, thế thôi, không có tiền lì xì. Ôi kỳ vật này làm gì ta? Đi một tí à? Đứng ba trăm. Tính nhiên thì không vật này 200 ta.
Bia xe này, ok ông ơi. Ok. Mình nghĩ à. Chi à? Vừa ra gác nó XP hay đi tốt vậy ta? À. Còn mít phát tôn hết pe cái nick đi đây còn cái in đi dùm và là gác thì tốt hoặc cái mít thì nó biết con này là biết này biết được anh nó tôi xiên và là gác thì tốt một cái tốt một cái tốt tôi xiên mít. Tết nhất ổn chứ ổn 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 tham thân nó coi ổn ổn à này mới đánh 4 game nữa. Giờ vào nó cho binh 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 lúc này nó đẹp 2728 đẹp tuyệt vời đánh ổn ngay mà bên nhà tọt đánh năm mấy thì thôi rồi rồi 30 mấy 30 mấy chắc luôn 3 đến 40 gì mới vào mà nó 10 9 10 binh nó nhảy binh 10 là lên năm mấy rồi xong rồi xong game này rồi à, toàn 10 rồi lên 52 rồi à, bây giờ nó giật lắm binh. Lên 6 mấy luôn kìa. Má ơi. Ôi tao xin ông ơi. Thấy xong game này nghỉ nha, xong game này nghỉ luôn. Game này tí là không 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 chơi được. Để tí là phải chịu. À, tầm tầm 2 mấy, 27 28 mới còn nó. Thì còn mượt mượt chút. Lên 60 này nó giật lắm. À, xong game này rồi. Phải không ổn chút.
Mini năm mấy sao chơi thì ủa sao có ai áp ca hay sao ta ơi, có ai áp ca áp ca bót nó thôi tám mươi ngoài ta. Như có ai ca em ngoài luôn đi. Một phát cái gì vậy trời, hồi nhất đây nên có 80% vàng ta đi gì vậy. Mình có ai ai áp ca không? Mình có ai áp ca không? Tự nhiên như là có ai áp ca mà 3 phút thôi cố lại đi. Phút cho áp mà đến 3 phút thôi. Em này thì 3 phút thôi nha mọi người. Hiền chưa?
rất là mất công ấy. Rất là mất công ấy. Rồi. Yeah. Anh nghĩ à? Học sao? Học mình giống mình nhé. Sử của mình rồi lại thêm một trận đấu lại chứ. Trận đấu lại. Trận thua này hơi đáng tiếc anh. Trận này con cái sáng nó sáng quá. Con chậm rồi, Vin 3. Rồi đánh một game nữa chắc lên đồng. Tình đang nghỉ. Tình yêu lâu ấy nhở? Ba ca ba ca mốt leo nha đánh trận hai trận này. Mình không gặp tâm nhỉ.
Gần là cũng gặp u đia vậy ta, gặp u đia. Chín năm
À, hay thế nhỉ. Không ăn lại nó anh em ạ. Không ăn lại nó, không ăn lại nó. Anh thấy nhỉ? Quá lúc này nó ép biết được, nó ép lên một chút nó phải là ngon không? Bây giờ ăn vào con rết này. Quy luồng đây. Mười game trong, mười game trong. Mười game trong, mười game trong. Ông vừa vẽ ra cái gì kỳ vậy trời.
Tôi đi lên 7. Nó về luôn anh em. Thế nhỉ? Cách làm gì biến à? Điểm đầu đang đang còn hai. Có văn thế nhỉ? Đi. Dùng một cát à?
nó còn có nó hốt cái bột xanh của mình. Mấy ông thầy này mình đứng vui với ông đánh. Hay thế nhỉ? Hay thế nhỉ? À, không có mình nó là đánh nhau ầm ầm. Cái gì đang chưa lên đồ đấy chị, đánh với nó mà binh binh đánh trời. Không có tiếng á. Sao lại không có tiếng nhỉ? Mình vẫn mở tiếng mà. Vẫn mở tiếng mà. Mình mở tiếng rồi. Sao lại không có tiếng được ta? Mình mở tiếng bình thường.
thằng ngu bot nó trâu lắm anh em. Đó, thằng ông bot nó trâu đấy. Tin bằng. Thằng robot nó trâu. Robot nó trâu quá.
Thế nhỉ? Hơi cay, hơi cay. Cay thế ta ơi. Để một chuyện là ra cho được có trời ơi nhanh 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 mất cái trụ của tôi rồi. Đầu kia nó chảy nhanh người ta. Ủa thì nó trâu lắm. À, phở láp luôn. Láp nó chơi luôn mình luôn kìa. Cay. Láp nó chơi mình luôn kìa. Cái thằng nó trâu chưa? Trâu hết nước luôn anh em. Vô 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 vô. Vô luôn. Lao cho luôn mình lên là mình đánh rồi. Vô cho mình luôn chứ. Con ngu quá giờ mình khó chơi với nó này. 200 mấy con vật đẹp. Biết kiếm ra xua mày nó xua hút máu ác ấy. Chúng ta chưa nói em
Hay chưa đó? Vị trí đó. Mẹ nạp tiền vào nó có sim một ạ. Nạp 2 lần rồi nó được. Xin mua được. Nạp sim một nó có tiền quân. Vừa đông lại 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 máy phải đi xím nhận nha. Đang có chưa 4 cơ mà nó có mà. Có nghỉ được hè. Có nghỉ bọt hè. Chết hè. Chết hè. Trời ơi. Mẹ trời. À, có để mình vào trước không mà cay thế nhỉ? Làm nền tí đi. À. À. Vào sau. Có đi đi. Có sợ đúng không? Có cháu nạp 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 tiền tiền vào ấy. Mình này Trời ơi. Ôi, thua. quên đang ngủ sáu triệu hết. Đang quên đi đi nó được rồi. Sống đấy nhá. Có đấy. Ta chỗ nạp nạp tiền nữa. Tạm mốt. Chỗ nạp tiền nữa. Bấm bấm một xíu để gọi nữa. Cũng một mỗi cái chuyện chuyện để gọi nó. Để anh kỹ nha. Thì mới kể về đó được. Khó thế nhỉ, cái này khó vậy. 43 Đi phạt tôi. Anh còn chiến thắng mà ăn tiền nữa. Đi đi. Đừng làm. À, đồng ấy nhỉ, thôi thua. Thua. À,
Nạp sinh một cũng được hả? Cho xin một cái chơi anh lừa nạp đăng thì nó bỏ kêu bỏ thiệt. Bây giờ Free Fire Mà Free được Fire có đi. Vừa là tải 13 tháng 4 năm trên 10 trận này. Hay thật đấy. Nhưng mà đánh nhát vãi chưởng, không ai vào làm nền cho mình, cứ đi vào mình cứ bắt mình vào trước thôi. Điên thật. Dịch vụ này không được cho phép à? Dịch vụ này không được cho phép nhỉ? À?